thân chào và chúc một ngày tốt đẹp đến với tất cả mọi người chúng ta. Hôm nay mình muốn nói về truyền thống ẩm thực vào lễ phục sinh tại Na Uy. Sau đây mình sẽ nói về 12 món thực phẩm mà bạn thưởng thức vào ngày lễ phục sinh khi bạn ở Na Uy vào mùa lễ phục sinh. Nhưng rồi bạn sẽ tự hỏi tại sao chúng ta ăn những món ăn này. Lễ phục sinh là thời điểm trong năm gắn liền với truyền thống ẩm thực. Chúng ta chỉ ăn những thức ăn rất đặc biệt vào thời điểm này trong năm. Những video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm mỗi món ẩm thực đó nhé. Truyền thống ẩm thực lễ phục sinh, từ tàng trứng phục sinh đến ăn bánh mì nóng hổi là một phần quan trọng trong vào lễ kỷ niệm phục sinh trong nhiều năm. Riêng bản thân mình cũng có đôi lúc mình tự hỏi tại sao những truyền thống ẩm thực vào ngày lễ phục sinh này lại quan trọng đến vậy và lại vào thời điểm này trong năm. Một phần vì gia đình mình đạo Phật nên mình không hiểu nhiều về đạo Công giáo và ngày lễ phục sinh có mang một ý nghĩa ẩn sâu nào hơn là những bữa trưa phục sinh bao gồm thịt tiêu nướng và một đống cà rốt. Và tại sao lại có 11 quả bóng hạnh nhân trên một chiếc bánh xiên neo? Nhiều truyền thống về thức ăn trong lễ phục sinh, chẳng hạn như nhúng trứng bằng màu sắc tươi sáng, đã là một phần của Cơ Đốc giáo trong nhiều thế kỷ. Những thứ khác, chẳng hạn như ăn thịt tiêu nướng hoặc thịt nguội, thậm chí còn lâu đời hơn và có thể bắt nguồn từ truyền thống lễ vượt qua của người Do Thái hoặc nghi lễ mùa xuân của người Ngoại giáo. Ngày nay, lễ phục sinh là một công việc kinh doanh lớn với một trong những phong tục tương đối mới như tàng trứng phục sinh, đó là một trong những phong tục thiết yếu nhất. Theo nghiên cứu của Canta, chúng ta đã chi 153 triệu bảng cho trứng sô cô la vào năm ngoái, phần lớn là trứng phục sinh cho trẻ em. Nhưng những truyền thống lâu đời hơn vẫn đang phát triển mạnh mẽ, đó là đồ trang trí lễ phục sinh đang trở nên phổ biến trong năm nay và trung bình 37 triệu bảng được chi cho những chiếc bánh chéo nóng hổi. Biên tập viên nội dung cấp cao của Kudokan, Jessica Daddy nói, mỗi năm có vẻ như món ăn trong ngày lễ phục sinh ngày càng nhiều hơn. Và không chỉ có trứng sô cô la truyền thống và quà tặng và món ăn trong lễ phục sinh hiện đang phổ biến hơn bao giờ hết, từ một số vật cản vào lễ phục sinh được yêu thích nhất cho đến những quà trứng phục sinh được cá nhân hóa. Những chiếc bánh mì nhân thập cẩm nóng hổi đã được trang điểm lại và hiện có hương vị chanh, sô cô la hoặc thậm chí là có phô mát và cà chua. Thật thú vị khi tìm hiểu nguồn gốc của tất cả các món ăn phục sinh này. Và để thực sự hiểu các truyền thống đằng sau lý do tại sao chúng được phục vụ vào dịp lễ phục sinh và tại sao chúng ta tiếp tục được ưa chuộng như vậy. Mong rằng bạn sẽ đón xem những video kế tiếp về 12 món ẩm thực vào dịp lễ phục sinh và cách làm những món ẩm thực đó vào dịp lễ phục sinh này nhé. Nếu bạn cho rằng kênh MC Donnie & Podcast này có ý nghĩa thì bạn có thể nhấp vào nút đăng ký, trong khi bạn có thể chọn nhận thông báo khi có video mới hoặc không cần nhận thông báo video khi bạn đã đăng ký. Cảm ơn đến những bạn đã lắng nghe và theo dõi kênh MC Donnie & Podcast này. Mình hẹn bạn đón nghe những video kế tiếp với lời chúc tốt đẹp nhất. Podcast của MC Donnie & vào ngày 24 tháng 3 năm 2023.